Bảy đường ở trong ba cõi, trích trong quyển 8 và 9 Kinh năng nghiêm. Đường thứ năm, thần tiên. Này A Nan, lại có những người trong nhân gian tu định nhưng không đi theo con đường chánh giác, trái lại họ tu tập dựa vào vọng niệm để tồn giữ ý tưởng và kiên cố tu luyện thân thể. Họ sống trong rừng núi hẻo lánh mà nhân loại không thể đến, họ thuộc trong 10 loại tiên nhân dưới đây. Thứ nhất, này nan có những chúng sanh kiên cố tu luyện ăn kiêng mà chẳng hề thôi nghĩ khi thành tựu phép tu luyện như thế họ trở thành địa hành tiền thứ nhì có những chúng sanh kiên cố tu luyện dược thảo mà chẳng hề thôi nghĩ khi thành tựu phép tu luyện như thế họ trở thành phi hành tiền thứ ba có những chúng sanh kiên cố tu luyện kim thạch mà chẳng hề thôi nghĩ khi thành tựu phép tu luyện như thế họ trở thành du hành tiền thứ tư có những chúng sanh kiên cố tu luyện khí tinh ở trong lúc chuyển động hay dừng nghỉ mà chẳng hề thôi nghỉ khi thành tựu phép tu luyện như thế họ trở thành không hành tiên thứ năm có những chúng sanh kiên cố tu luyện chuyển hóa nước miếng mà chẳng hề thôi nghỉ khi thành tựu phép tu luyện như thế họ trở thành thiên hành tiên thứ sáu có những chúng sanh kiên cố tu luyện hít vào tinh sắc nhật nguyệt mà chẳng hề thôi nghỉ khi thành tựu phép tu luyện như thế họ trở thành thông hành tiên. Thứ bảy, có những chúng sanh kiên cố tu luyện chú thuật và giới cấm mà chẳng hề thôi nghĩ. Khi thành tựu phép tu luyện như thế, họ trở thành đạo hành tiên. Thứ tám, có những chúng sanh kiên cố tu luyện tư niệm mà chẳng hề thôi nghĩ. Khi thành tựu phép tu luyện như thế, họ trở thành chiếu hành tiên. Thứ chín, có những chúng sanh kiên cố tu luyện nội khí giao hội mà chẳng hề thôi nghĩ. Khi thành tựu phép tu luyện như thế, họ trở thành tinh hành tiên. Thứ 10. Có những chúng sanh kiên cố tu luyện biến hóa mà chẳng hề thôi nghĩ. Khi thành tựu phép tu luyện như thế, họ trở thành tuyệt hành tiên. Này A Nan, tất cả họ đều là những người tu tâm nhưng lại không đi theo con đường chánh giác, ngược lại họ mong cầu bí mật trường thọ và họ có thể sống đến ngàn vạn năm Họ sống ẩn trong núi sâu hoặc ở trên hoàng đảo giữa đại dương và dứt tuyệt liên lạc với loài người. Thế nhưng họ cũng phải chịu luân hồi vì vọng tưởng lưu chuyển. Do chẳng tu chánh định và khi quả báo từ sự tu tập chấm dứt, họ cũng trở lại xa vào các đường. Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật, Bồ Tát